Xin chào anh chị, hiện tại tôi đang đứng ở đây là thuộc ấp Quân Y, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Cái nhà văn hóa ấp Quân Y nó nằm bên kia. Ngoài kia là ngoài đường này kia là đường nhựa liên huyện nhé. Cái đường đấy nó có cái lộ dưới là 30m, 32m ấy, anh chị ha. Đường khá là lớn thì băng qua đường đó là tới tuyến số 4 rồi, cũng khá là gần. Thì từ vị trí tôi đứng ở đây về siêu thị Copmart chợ Đồng Phú thì khoảng 2 cây thôi. Ngay sau siêu thị, con đường nhựa đó là đường nhựa sau siêu thị đây anh chị. Đi thẳng vào đây anh chị ha. Từ đây ra tuyến số 4 khoảng 500m thôi. Ra tuyến xuyên tâm thì khoảng 500m, rất là gần. Ra đường nhựa đó thì khoảng mấy chục mét, khoảng 6-70m là ra đến đường nhựa đó rồi. Anh chị ha. Ấp Quân Y, Tân Lợi, Đồng Phú, Bình Phước thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng đất nằm ngay sau nhà văn hóa ấp Quân Y, gần cái đường nhựa sau siêu thị đấy luôn. Miếng đất này anh chị nhé. Đó. Miếng đất này nó có cái diện tích là 11.583m2. 11.583m2. Đất vuông vức như cái bàn cờ anh chị ha. Thì nó được hơn 200m mặt đường á. Cái mặt này được 100m này, được cộng thêm mặt kia nữa 100m nữa, hơn 200m ấy. Thì tôi nói 200 đi cho nó tròn anh chị ha. 11.583m2. Đó, ngay đường nhựa sau siêu thị đi vào thôi. Đó, con đường nhựa sau siêu thị nó đường đó đó. Anh chị ha. Đó, là bắt đầu từ vườn mì này. Đây, từ cái cọc này đây. Đó anh chị ha. Đó. Đây này. Đó, từ cọc này này, từ cọc này hất về về bên này là vườn mì này của người ta. Đây kia có bê tông kìa. Đó, có bê tông trong đó. Anh chị nhìn thấy dãy có bê tông ạ. Chị tặng về đây. Bên này 100m, bên kia 100m. Đấy, nói thế cho anh chị dễ hình dung. Toàn bộ là trồng điều anh chị ha. Đấy, con đường tôi đang đi ở đây là một con đường đấu nối trực tiếp tuyến xuyên tâm và tuyến số 4 luôn anh chị nhá. Đó, cứ đi thẳng đường này vào tuyến số 4 này. Rồi vào tuyến xuyên tâm được luôn. Đấy, không thì anh chị đi qua kia, ra đường nhựa ấy, cái đường nhựa liên huyện đó, đường nhựa sau siêu thị Copmart á, sang bên kia tuyến số 4 này, rất là gần. Anh chị ha. Cái video này tôi xin phép tôi không quay ra đó. Tôi chỉ quay cái miếng đất này thôi. Còn anh chị nào mà muốn mua đất gần gần siêu thị, gần chợ, gần trung tâm hành chính, gần DT41 ấy, thì của huyện Đồng Phú thì cái miếng này khá là phù hợp vì nó hai mặt đường vuông vức. Anh chị ha. Đó. Đây này. Đó. Đó anh chị nhá. Đó, tôi quay hết sức chi tiết để cho anh chị xem. Đất thì bằng như cái sân bóng ấy, anh chị nhìn thấy đó. Anh chị nhá. Rồi, bây giờ tôi ra phần cuối đất cho anh chị xem. Đó. Cái mặt tôi đang đi đây 100m mặt đường, bên kia 100m nữa, lô góc hai mặt đường. Anh chị nhá. Đó, còn đường này đi thẳng vào khu này. Công nghiệp này có mấy đồng khu này. Đó. Ở đây thì gần ngoài DT41 chợ rồi. Siêu thị rồi, anh chị ha. Đây, cái góc này. Đoạn này là góc này. Đó, mà bên này cứ tính 100m đi. Anh chị ha, mà bên này 100m nữa. Đó, nó tận hơn 200m được, mình nói 200 thôi. Đó, anh chị nhá. Đó, ngay sau nhà văn hóa ấp Quân Y. Đó, đất rất là bằng phẳng luôn. Cực kỳ bằng phẳng anh chị ha. Sau này mà kiếm những quỹ đất như này mà để làm kho, làm xưởng rồi mà làm phân xào phân lô gì không có đâu. Anh chị ha. Đó. Đó. Tôi quay hết sức nhanh cho anh chị. Đây, tới cây gạo này là hết này. Miếng này khá là vuông vức nhá. Đây, cây gạo đây. Đó, cây gạo hay cây gì này. Đó, đó. Hất về bên này 100m nữa mặt đường, cộng thêm bên kia 100m, 200m mặt đường. Cái nhà văn hóa ấp Quân Y kiểu đâu nhỉ? Đó, nó kia kìa, nhà văn hóa ấp Quân Y kìa. Đó, ngoài đó, ngoài đường nhựa ngoài đó. Đó. Anh chị nhá, tôi quay nhanh thôi, nhanh để cho anh chị nắm bắt được thôi. Chứ đỡ mất thời gian của anh chị. Anh chị xem video đỡ mất thời gian của anh chị. Anh chị ha, còn anh chị nó quan tâm thì mình cứ lên tận nơi mình xem đất cho nó nhanh anh chị ha. Đó. Đấy, cây bông gòn này, cây này cây bông gòn như cái gạo. Này. Đó. Đó cứ người ta cứ trồng cây bông gòn đây cây này. Đó, ngoài đó cây này. Đó, trong kia cây này, cứ dài hết đất thì thôi. Anh chị nhá, còn bên này của người ta. Thì từ đây ra một lần nữa tôi nhắc lại nhá, từ đây ra tuyến liên huyện 32m ngoài kia thì chỉ khoảng 50-60m thôi. Đấy, từ đầu đất mình tính từ đầu đất nhá. Rồi ra đi ra gì nhỉ? Quốc lộ 10 tuyến số 4, 500m, tuyến xuyên tâm khoảng 5-700m luôn. Đó, nó cũng khá là gần xuyên tâm. Rồi ra đi T41 chợ Đồng Phú, siêu thị Copmart Đồng Phú khoảng 2 cây. Đó, và nằm ngay sau nhà văn hóa ấp Quân Y này thôi. Nó vướng mấy cây điều nên mình không nhìn. Nhà văn hóa nằm bên kia. Đó. Từ đây ra nhìn thấy đường nhựa anh chị ha, vướng mấy cây điều thôi. Còn từ đây về thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng 87 cây. Về thành phố Biên Hòa thì khoảng 70 cây. À, về Thủ Dầu Một Bình Dương thì khoảng 50 cây đi, khoảng 50 cây đi anh chị ha. Đó. Còn cái giá bán của cái này thì 26 tỷ anh chị ha. Thương lượng hay không thì mình cứ phải đến mình xem đất. Nó phù hợp với cái mục đích sử dụng đất của mình, phù hợp với túi tiền của mình. Thì mình đến mình gặp người ta mình thương lượng thôi. Ai bán đất thì người ta cũng đều cho mình thương lượng hết anh chị ha.
Đất này thì một sổ một, hai mặt đường. Mỗi mặt là 100, cộng vào là 200 mét mặt đường, lô góc hai mặt đường anh chị ha. Đó. Ấp Quân Y, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Thì anh chị nào quan tâm đến cái mảnh điều này. Đó, mảnh điều này thì khá là gần anh chị ha. Đó, muốn mua đất gần, gần chợ, gần siêu thị, gần trung tâm hành chính, gần các tuyến đường lớn thì miếng này là phù hợp. Thì gọi cho tôi thông qua số điện thoại là 0918645130. Anh chị ha. Ngoài ra anh chị cũng có thể truy cập vào website công ty chúng tôi là cvtland.com để tìm hiểu về sản phẩm nào mà phù hợp với anh chị thì mình tìm, mình gọi cho tôi anh chị nhé. Đó, một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới từ CVT Land anh chị ha. Một lần nữa xin cảm ơn.